Chào mừng các em đã đến với www sửa máy 66. Bây giờ chúng ta hãy ngồi cách màn hình máy tính khoảng 1 mét, ngồi đúng tư thế và bắt đầu học bài. Bài 9. Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa. 1. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa. Dựa vào những kiến thức đã học, hãy cho biết vì sao nước ta có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa. A. Tính chất nhiệt đới. Tính chất nhiệt đới của khí hậu được quy định bởi vị trí nước ta nằm trong vùng nội chí tuyến. Hàng năm, lãnh thổ nước ta nhận được lượng bức xạ mặt trời lớn, và ở mọi nơi trong năm đều có hai lần mặt trời qua thiên đỉnh. Tổng bức xạ lớn, cân bằng bức xạ dương quanh năm, khiến cho nhiệt độ trung bình năm cao, vượt tiêu chuẩn khí hậu nhiệt đới. Nhiệt độ trung bình năm trên toàn quốc đều lớn hơn 20 độ C, trừ vùng núi cao. Nhiều nắng, tổng số giờ nắng tùy nơi từ 1.400 đến 3.000 giờ trên năm. B. Lượng mưa, độ ẩm lớn. Các khối khí di chuyển qua biển, trong đó có biển Đông, đã mang lại cho nước ta lượng mưa lớn, trung bình năm từ 1.500 đến 2.000 mm. Ở những sườn núi đón gió biển và các khối núi cao, lượng mưa trung bình năm có thể lên đến 3.500 đến 4.000 mm. Độ ẩm không khí cao, trên 80%, cân bằng ẩm luôn luôn dương. C. Gió mùa. Nước ta nằm trong vùng nội chí tuyến Bắc bán cầu, nên có tính phong bán cầu Bắc hoạt động quanh năm. Mặt khác, khí hậu Việt Nam còn chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của các khối khí hoạt động theo mùa, với hai mùa gió chính, gió mùa mùa đông và gió mùa mùa hạ. Gió mùa đã lấn át tính phong. Vì thế, tính phong hoạt động xen kẽ gió mùa và chỉ mạnh lên rõ rệt vào các thời kỳ chuyển tiếp giữa hai mùa gió. Gió mùa mùa đông, từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Miền Bắc nước ta chịu tác động của khối khí lạnh phương Bắc, di chuyển theo hướng Đông Bắc, nên thường gọi là gió mùa Đông Bắc. Dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết trung tâm xuất phát gió mùa Đông Bắc và tính chất của gió này ở Việt Nam. Gió mùa Đông Bắc tạo nên một mùa đông lạnh ở miền Bắc. Nửa đầu mùa đông thời tiết lạnh khô, còn nửa sau mùa đông thời tiết lạnh ẩm. Có mưa phùn ở vùng ven biển và các đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Khi di chuyển xuống miền Nam, gió mùa Đông Bắc suy yếu dần, bớt lạnh hơn và hầu như bị chặn lại ở dãy Bạch Mã. Từ Đà Nẵng trở vào, tính phong bán cầu Bắc cũng đổi theo hướng Đông Bắc, chiếm ưu thế, gây mưa cho vùng ven biển Trung Bộ, trong khi Nam Bộ và Tây Nguyên là mùa khô. Gió mùa mùa hạ. Vào mùa hạ, từ tháng 5 đến tháng 10, có hai luồng gió cùng hướng Tây Nam thổi vào Việt Nam. Dựa vào hình 9.2, hãy cho biết các trung tâm áp cao hình thành gió mùa mùa hạ ở Việt Nam, hướng di chuyển và tính chất của gió này. Vào đầu mùa hạ, khối khí nhiệt đới ẩm từ Bắc Ấn Độ Dương di chuyển theo hướng Tây Nam, xâm nhập trực tiếp và gây mưa lớn cho đồng bằng Nam Bộ và Tây Nguyên. Khi vượt qua dãy Trường Sơn và các dãy núi chạy dọc biên giới Việt-Lào, tràn xuống vùng đồng bằng ven biển Trung Bộ và phần Nam của khu vực Tây Bắc, khối khí này trở nên khô nóng. Gió phơn Tây Nam hay còn gọi là gió Tây hoặc gió Lào. Vào giữa và cuối mùa hạ, gió mùa Tây Nam xuất phát từ áp cao cận chí tuyến bán cầu Nam hoạt động mạnh. Khi vượt qua vùng biển Xích Đạo, khối khí này trở nên nóng ẩm hơn, thường gây mưa lớn và kéo dài cho các vùng đón gió ở Nam Bộ và Tây Nguyên. Hoạt động của gió Tây Nam cùng với dải hội tụ nhiệt đới là nguyên nhân chủ yếu gây mưa vào mùa hạ cho cả hai miền Nam Bắc và mưa vào tháng 9 cho Trung Bộ. Do áp thấp Bắc Bộ, khối khí này di chuyển theo hướng Đông Nam vào Bắc Bộ, tạo nên gió mùa Đông Nam vào mùa hạ ở miền Bắc nước ta. Hoạt động của gió mùa đã dẫn tới sự phân chia mùa khí hậu khác nhau giữa các khu vực như thế nào? Trong chế độ khí hậu, ở miền Bắc có sự phân chia thành mùa đông lạnh, ít mưa và mùa hạ nóng ẩm, mưa nhiều. Còn ở miền Nam có hai mùa, mùa khô và mùa mưa rõ rệt. Giữa Tây Nguyên và đồng bằng ven biển Trung Trung Bộ có sự đối lập về mùa mưa và mùa khô.
câu hỏi và bài tập. 1. Tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta được biểu hiện như thế nào? 2. Dựa vào bảng số liệu sau. Nhiệt độ trung bình tại một số địa điểm. Lạng Sơn, nhiệt độ trung bình tháng 1, 13,3 độ C. Nhiệt độ trung bình tháng 7, 27 độ C. Nhiệt độ trung bình năm, 21,2 độ C. Hà Nội, nhiệt độ trung bình tháng 1, 16,4 độ C. Nhiệt độ trung bình tháng 7, 28,9 độ C. Nhiệt độ trung bình năm, 23,5 độ C. Huế, nhiệt độ trung bình tháng 1, 19,7 độ C. Nhiệt độ trung bình tháng 7, 29,4 độ C. Nhiệt độ trung bình năm, 25,1 độ C. Đà Nẵng, nhiệt độ trung bình tháng 1, 21,3 độ C. Nhiệt độ trung bình tháng 7, 29,1 độ C. Nhiệt độ trung bình năm, 25,7 độ C. Quy Nhơn, nhiệt độ trung bình tháng 1, 23 độ C. Nhiệt độ trung bình tháng 7, 29,7 độ C. Nhiệt độ trung bình năm, 26,8 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ trung bình tháng 1, 25,8 độ C. Nhiệt độ trung bình tháng 7, 27,1 độ C. Nhiệt độ trung bình năm, 27,1 độ C. Hãy nhận xét về sự thay đổi nhiệt độ từ Bắc vào Nam, giải thích nguyên nhân. 3. Dựa vào bảng số liệu sau. Lượng mưa, lượng bốc hơi và cân bằng ẩm của một số địa điểm. Hà Nội, lượng mưa 1.676 mm, lượng bốc hơi 989 mm, cân bằng ẩm dương 687 mm. Huế, lượng mưa 2.868 mm, lượng bốc hơi 1.000 mm, cân bằng ẩm dương 1.868 mm. Thành phố Hồ Chí Minh, lượng mưa 1.931 mm, lượng bốc hơi 1.686 mm, cân bằng ẩm dương 245 mm. Hãy so sánh, nhận xét về lượng mưa, lượng bốc hơi và cân bằng ẩm của ba địa điểm trên, giải thích. 4. Hãy trình bày hoạt động của gió mùa ở nước ta và hệ quả của nó đối với sự phân chia mùa khác nhau giữa các khu vực. Cảm ơn đã xem, mời bạn đăng ký để theo dõi các video tiếp theo.